Đây là tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu đầu tiên 03 trên TNDN. Để ra được kết quả trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần căn cứ cả vào phần 15 ở mẫu 03-1A xác định kết quả kinh doanh và mẫu 03-3A là phần ưu đãi về thuế để cấu tạo nên phần tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này. Cách thực hiện tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi chúng ta cân đối toàn bộ tất cả các chỉ tiêu ở video phía trước thì các bạn tiếp tục vào phân hệ thuế. Sau đó chọn vào mục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03 trên TNDN. Chúng ta sẽ chọn ở phần tờ khai này thì chúng ta bắt buộc phải chọn năm. Ví dụ như năm tài chính tôi đang ghi là 2021. Các bạn chọn phụ lục thứ nhất là 03-1A. Là phần kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn nếu các phụ lục 03-2A này tôi sẽ không thực hiện ở trên phần mềm mà khi đưa ra trên HTKK chúng ta có thể thêm phần này. Đồng ý. Và chú ý đối với tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03 này chỉ được thực hiện lần đầu tiên ở trên phần mềm Visa. Còn khai bổ sung thì chúng ta cũng sẽ xóa phần đã lập lần đầu đi, lập lại một tờ khai mới, còn tự động khai bổ sung ở trên phần mềm HTKK. Chúng ta sang mục 03-1A trên TNDN. Thứ nhất là kiểm tra lại tất cả các thông tin về doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ tiêu 01 có khớp với phát sinh có của tài khoản 5120. Tương tự như thế thì đến doanh thu hoạt động tài chính thì phát sinh có của năm 15, giá vốn thì phát sinh bên nợ của 632 là tổng hợp của 3 loại giá vốn 6321 cộng 6322 cộng 6323. Chi phí quản lý doanh nghiệp có đúng với phát sinh nợ của tài khoản 642 hay không? Không phải lúc nào phần mềm cũng lấy lên đúng nên chúng ta cần phải kiểm tra. Và ở đây tôi đang thấy số liệu chỉ lên được 6422 còn 6427 không lên. Do đó tôi sẽ copy số tổng là 6422 cộng 6427 đưa lại lên trên đây, phần mềm Visa, Ctrl V. Chi phí tài chính đã khớp với bảng cân đối. Và cuối cùng các bạn sẽ kiểm tra một chỉ tiêu để suy luận ra là có đúng các chỉ tiêu chi tiết hay không. Đó là chỉ tiêu số 19, tổng lợi nhuận kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước thuế. Và trước thuế ở đây là 176.569.245 đồng. Như vậy, sau khi kiểm tra phụ lục 03-1A trên TNDN khớp với phát sinh có của số tài khoản 4212, chúng ta sang phần tờ khai này. Đánh giám đốc. Chúng ta sẽ cắt thông tin này để thực hiện cập nhật toàn bộ phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm ở trên Visa đưa sang HTKK thì các bạn cũng bấm vào chữ in nhằm mục đích là chúng ta sẽ xuất khẩu file XML từ phần mềm Visa sang HTKK. Chúng ta bấm xuất khẩu XML. Tôi cũng sẽ tạo lưu ở phần desktop. Tuy nhiên chúng ta sẽ không xem dữ liệu bởi mục đích chúng ta xuất ra để ngoài desktop chỉ là một bước trung gian để sang phần mềm HTKK đăng nhập vào hệ thống. Ví dụ chúng ta kiểm tra ở ngoài máy chúng ta có một số tờ khai thì các bạn phải xóa bỏ đi để đúng tờ khai mà chúng ta cần up vào để tránh việc nhầm lẫn. Chúng ta vào HTKK cũng chọn tới mã số thuế công ty đang làm, bấm đồng ý. Các bạn vào phân hệ thuế thu nhập doanh nghiệp, chọn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Chúng ta sẽ chọn năm báo cáo tài chính phù hợp. Tôi ví dụ ở đây thời điểm này là năm 2021, cho nên chưa hết năm 2021 thì chúng ta sẽ không chọn được thời gian để chúng ta up dữ liệu kế toán vào. Ví dụ như tôi chọn 2020. Để thực hiện việc nhập khẩu dữ liệu thì nếu như đầu năm
có nghĩa là cùng trên HKK cùng một năm với trên phần mềm thì các bạn chỉ đơn giản làm tương tự như tờ khai thuế giá trị gia tăng tại video tờ khai thuế, bấm nhập từ XML, chọn tờ khai quyết toán thuế thu nhập năm, chọn Open. Tuy nhiên vì thời gian ở trên phần mềm Visa là năm 2021 mà báo cáo này đang ví dụ mở 2020, cho nên tờ khai XML không thỏa mãn điều kiện, cho nên chúng ta sẽ không up nó vào được. Và giả sử như đây là năm 2021, tôi đang điền số liệu trực tiếp bằng tay vào trên phụ lục 03-1A để phần mềm sẽ tự động chuyển lên các thông tin ở trên tờ khai mẫu 03 trên TNDD. Kết quả từ chỉ tiêu 19 này, số lợi nhuận sẽ được bê lên trên tờ khai 03 ở chỉ tiêu A1. Từ chỉ tiêu A1 là kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp, phần thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tức chỉ tiêu B12 và B13 sẽ khớp với chỉ tiêu A1. Và lưu ý, ở phần chỉ tiêu C8 này, phần mềm không đưa lên thì các bạn tự điền tay vào đây. Theo như kinh nghiệm làm báo cáo tài chính thì chỉ tiêu C8 này thường không tự động nhảy lên, các bạn sẽ đánh tay vào. Phần mềm sẽ lấy tổng thu nhập này nhân với 20% thì sẽ ra được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ở trong năm. Tuy nhiên, nếu như năm nào có việc ưu đãi thuế thì các bạn sẽ bấm thêm phụ lục ở đây, chọn phụ lục 03-3A. Chúng ta chọn phụ lục 03-3A. Ở đây tôi đã chọn sẵn rồi. Khi chọn phụ lục 03-3A, các bạn chú ý bấm ưu đãi khác, chọn thuế suất ưu đãi, ví dụ như là 30%. Tức là như năm 2020 vừa rồi, do dịch Covid cho nên là các công ty sẽ được miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Và ở phần 3 này chúng ta bỏ qua. Sang phần 4, xác định số thuế miễn giảm trong kỳ tính thuế. Ở phần 4.1, tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế. Các bạn sẽ sang bên mục A1 này, B sang hay chính là chỉ tiêu 19 ở trên phụ lục 03-1A. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì sẽ ra được chỉ tiêu 4.3 là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là số tiền tương ứng chưa được giảm trừ. Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm, ví dụ như năm 2020 là được giảm 30% do dịch Covid. Còn nếu là báo cáo tài chính 2021-22 và các năm về sau thì chúng ta phải đợi thêm thông tin thông tư nghị định mới về việc miễn giảm nếu có. Ví dụ sang năm sau mà thay đổi cái tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm thì chúng ta sẽ điền vào đây cho đúng. Tôi đang làm ví dụ là 30%. Lấy 35.313.849 là khi chưa được miễn giảm, nhân với 30% thì được 10.594.155 đồng. Các bạn sang hai nhỏ, các bạn sang phần tờ khai. Phần miễn giảm sẽ được tự động đưa vào chỉ tiêu C12. Còn nếu phần mềm không tự động cập nhật lên, các bạn phải điền tay vào chỉ tiêu C12. Rồi chúng ta sẽ ghi ở đây, khi nào phần mềm bấm ghi dữ liệu thành công thì lúc đó sẽ không còn sai sót. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý, lấy tổng số thuế của 20% trên thu nhập được bao nhiêu trừ đi số thuế được miễn giảm trong kỳ thì ra ở chỉ tiêu C16 là số thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm tài chính chúng ta đang làm việc. Ngoài ra thì chúng ta căn cứ vào tình hình đóng thuế tạm tính để chúng ta điền chỉ tiêu E1 vào phần thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. Suy ra số tiền số thuế phải nộp sẽ bằng tổng số thuế sau khi được miễn giảm mà trừ đi số thuế đã tạm tính, ra số thuế còn phải nộp 4.719.694 đồng. Và như vậy, căn cứ vào tờ khai này, chúng ta sẽ đi thực hiện một bút toán đỉnh khoản thêm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối năm, nợ 821 có tài khoản 3334. Các bạn sẽ vào thực hiện trên phần mềm như sau.
Chúng ta vào chứng từ nghiệp vụ khác. Ở đây các bạn sẽ định khoản ngày, thường là ngày cuối kỳ hoặc cuối năm. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là yêu cầu là cuối năm 31 tháng 12 năm tài chính. Nợ 821 có 3334. Số tiền tương ứng là 24.719.694 đồng. Tại sao các bạn lại lấy số tiền này mà không lấy số tiền 35.313.849 đồng? Đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều học viên hỏi Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Bởi vì chúng ta phải lấy số thuế sau khi được trừ miễn giảm rồi mới tính cái số thuế phải nộp, cho nên chúng ta sẽ lấy số tiền mà đã được trừ phần miễn giảm, và cũng không lấy số tiền mà sau khi trừ đi cái số tạm tính, bởi vì phần này là phần tính toán ở trên phần cân đối hạch toán. Còn bản chất là chúng ta phải nộp số tiền, lấy tổng số tiền phải nộp trừ đi số tiền miễn giảm còn số tiền còn lại, cụ thể là 24.719.694 đồng. Sau đó các bạn bấm cất ở đây. Sau khi cất xong thì chúng ta lưu ý, các bạn sẽ mở bảng cân đối tài khoản ra. Vì tài khoản 821 xuất hiện, do đó các bạn cần phải xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ cũ đi và thực hiện kết chuyển lại một bút toán mới, thì 821 này mới đẩy về 911. Và sau khi thực hiện lại bút toán kết chuyển lại lỗ thì tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sẽ bằng tổng lợi nhuận trước thuế mà trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Và chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta vào biểu tượng số cái, sang phần kết chuyển lại lỗ, chúng ta bỏ ghi, xóa phần kết chuyển lại lỗ đi. Chúng ta bấm thêm, chọn lại thời gian. Bình thường thì các bạn phải chọn 31 tháng 12, còn tôi đang cân đối báo cáo tài chính của quý 1 nên chọn 31 tháng 3. Tôi bấm cất. Sau khi kết chuyển lại, các bạn vào báo cáo để kiểm tra lại tính cân đối. Lúc này 4212 là bảng cân đối tài khoản sau khi đã tính toán ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối năm. 811 này sẽ không còn số dư và đẩy về 911, làm cho lợi nhuận giảm đi. Đồng thời kiểm tra tài khoản 3334 ở đây, lúc này số thuế còn phải nộp là 4.719.694 đồng, tức là dư có của 3334. Sẽ khớp với số tiền trên chỉ tiêu G, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đây chúng ta sẽ yên tâm đi lập bộ báo cáo tài chính đầy đủ, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Cụ thể thì sẽ được hướng dẫn trong video của phần 15. Và tại tờ khai quyết toán này, thực chất khi chúng ta nộp thì chúng ta sẽ phải kết xuất ra thành một folder. Ở ví dụ như ở đây sẽ là tạo ra một folder là báo cáo tài chính, ví dụ như năm tài chính nào đó mà chúng ta cần nộp. Đưa chúng ta sẽ kết xuất ra, chúng ta lưu vào trong folder bao gồm một bộ báo cáo tài chính nộp là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tình hình tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, 4 mục mà sẽ nộp mỗi một lần cuối năm tài chính. Với cái tờ khai này, tôi đã kể thêm phần ghi chú này để cho chúng ta nắm bắt được tất cả các cái vấn đề liên quan và ghi chú trong quá trình chúng ta làm, để đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm làm việc cho các bạn kế toán. Nên là cái phần này sẽ không phải là báo cáo để nộp, mà báo cáo để nộp là báo cáo kết xuất từ HTKK ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe thêm phần 15 để hiểu hơn nữa về quá trình lập bộ báo cáo tài chính đầy đủ. Chúc các bạn học tốt.